Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm hoa sen. Thực ra trên mạng có rất nhiều người đã hướng dẫn cách làm hoa sen này rồi, nên là ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm hoa sen cộng với cả một số cái chú ý của nó để khi các bạn làm cái cánh hoa này nó không bị rách. Mỗi lần làm thử rất nhiều bạn sẽ làm phải có thể bị rách những cánh hoa sen như này, hoặc là những cái chú ý khi mà làm như này để gấp đôi cánh lên một cách dễ dàng hơn. Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn rất là chi tiết những vấn đề đó. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào phần cách gấp. Gấp được cái hoa sen này thì tương đối đơn giản, các bạn chỉ cần đầu tiên là cái giấy thủ công đấy. Với cái giấy gấp thì các bạn nên chọn các loại giấy thủ công rất là mỏng, như kiểu giấy A4 chẳng hạn, và có thể là giấy hai mặt màu hoặc là một mặt màu mặt không như này. Ok, đây của mình một mặt màu mặt không. Để mà gấp thì đầu tiên mình chúng ta chọn loại giấy phù hợp, không nên chọn giấy dày. Giấy dày các bạn rất khó để bẻ cánh hoa như này. Chúng ta gấp đôi từ giấy lại, gấp hình tam giác. Có một chú ý là chúng ta gấp càng chính xác bao nhiêu thì khi mà chúng ta làm cánh hoa thì nó sẽ càng đơn giản hơn rất là nhiều. Bỏ phần thừa đi. Chú ý là cái phần mặt màu chúng ta úp xuống dưới. Tiếp tục gấp. Giấy gấp các nét này có một số bạn cũng có thể không cần, nhưng mà theo mình nên gấp như này nó sẽ tạo được cái nét nhăn trước để chúng ta có thể dễ gấp cái những cái hình ở phía sau dễ hơn. Được, chú ý là cái phần màu sắc các bạn muốn cho ra ngoài thì các bạn úp nó xuống, gấp thành các mép vào bên trong. Chúng ta làm như thế này 3 lần. Chú ý là các bạn nên nếp chặt để tránh cái việc bị nhăn mép giấy. Nên nếp rất. đủ 3 lần đúng không ạ? Cúp cho phần mình gấp được gấp một lần nữa. Sau đó chúng ta úp cái phần này xuống. Để tạo được cánh hoa thì đầu tiên chúng ta lấy một cái phần bằng 1/3 các bạn hình vuông này, 1/3 lấy vào 1/4 ra rồi vuông góc luôn. Khi nhân một chút nữa không sao cả, nó đều tổng là bốn góc. Ok. Đây là phần rất là quan trọng này, khi bẻ cánh là làm sao để gấp được cái cánh mà nó không bị rách giấy. Rất nhiều bạn khi mà gấp khi mà bẻ cánh thì các bạn sẽ bị rách giấy, thì ở đây nhầm là các bạn gấp được trong. Sau đó cái này nó sẽ càng làm cho cái giấy nó mềm hơn nữa. Rồi khi bẻ gấp cánh thì đôi khi các bạn thắt ngược ở cái dưới này lên trên, các bạn sẽ bị thắt cái tờ giấy ở đây. Thì có một cách là các bạn lấy ngón tay cái các bạn đẩy nó lên, xong rồi ấn vào cái đoạn này thì bị gấp. Đó, như vậy là chúng ta đã có một bên này cũng làm tương tự như thế, thì cánh của chúng ta nó không bị rách. Sau đó chúng ta lôi nhẹ, lôi thật chéo, ấn vào. Ok. Rồi, tương tự với tất cả các cánh còn lại. Chúng ta tiếp tục bật sang phía sau và đẩy cái lên, cũng tương tự như thế. Các bạn nên đẩy ngón tay cái, các bạn đẩy nó rộng ra, sau đó các bạn lấy hết cái phần cuối cùng. Ấn vào chính giữa tâm của nó, kéo lên. Làm như này cánh hoa nó phải dịch rách. Rồi, đến phần thứ ba, cái lớp cánh thứ ba, lớp cánh thứ ba cực kỳ dễ rách. Chính vì thế chúng ta phải cực kỳ khéo léo. Đầu tiên là chúng ta ấn để cho ấn vào chính tâm này, và ấn để cho cánh hoa sen này nó tạo thành hình cung. Rồi bầu một chút, sau đó chúng ta kéo. Chỉnh dần để cho cánh hoa giống bông hoa sen nhất.